Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án nào đó trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó nhận được token Musicland, còn mã token là MLALD đúng rồi nhé. Để tham gia kèo vào đó này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram. Vào đây bấm Start cho mình. Có vẻ mạng hơi lạ, có thể bot hơi chậm nên anh em có thể chờ đợi cho mình nhé. Không nên thấy bot nó chậm mà mọi người bỏ qua các dự án này rót một. Ở đây bấm start cho mình. Dự án này sẽ có là 4.000 chút random, mỗi người sẽ nhận được 5.000 token Smerlan mọi người nhé. Ok, tiếp theo bấm join. Sau đây các bạn join vào kênh Telegram cho mình, hai kênh Telegram. Bấm tham gia kênh, sau đó chat cho mình từ đây. Rồi quay trở lại, bấm don, join vào kênh channel này luôn, kênh group này, kênh channel. Ok. Rồi bây giờ quay trở lại cho mình. Ở đây mọi người sẽ nhập username kênh Telegram của mọi người vào đây cho mình nhé. Ok. Đây mình sẽ quay trở lại nhập username, bấm Alpha gạch này, sau đó bấm Avatar này. Mọi kiểm tra lại username của mọi người đây nhé. Chính xác rồi, sau đó quay trở lại. Tiếp đến là một người follow kênh Twitter, like và retweet là kênh Twitter, gắn thẻ một người bạn hoặc hai người bạn. Sau đó bấm đôn. Ở đây mình sẽ bấm đôn trước này, bởi vì mạng nó lắc, bấm đôn trước này. Các bạn sẽ mở kênh Twitter lên. Bấm theo dõi kênh Twitter. Sau đây các bạn kéo xuống bài đăng, mọi like, retweet và gắn thẻ bạn bè vào đây cho mình nhé. Các bạn sẽ tìm đến cái bài đăng nào nhiều người like nhất đấy. Rồi sau đó bấm tít lại. Ok. Tiếp theo các bạn quay trở lại Telegram. Ở đây các bạn sẽ gửi profile link kênh Twitter của một người vào đây cho mình. Ok. Tiếp đến ở đây mọi người sẽ follow kênh Facebook này, sau đó share PayPod. Mở kênh Facebook lên. Ở đây mọi người bấm thích này. Sau đó kéo xuống bài đăng. Bấm like này và bấm chia sẻ cái bài đăng này lên cho mình nhé. Xem cái bài đăng nào. Chắc là bài đăng trên cùng này mọi người nhé. Chia sẻ bài đăng này. Chia sẻ ngay này. Rồi, sau đó quay trở lại AirDot. Ở đây mọi người sẽ gửi địa chỉ ví mạng BSC hoặc địa chỉ ví ETH của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Vào đây các bạn sao chép địa chỉ ví cho mình. Sau đó các bạn quay trở lại Telegram. Các bạn sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, bây giờ bấm Start để chơi số dư nhé. Và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link red để mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để tham gia dự án này rót này. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Hẹn mọi người nhiều video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.